Cây này vanh gốc của nó khoảng 200. Có cái đường này thân chảy rất là dẻo. Sung túc. Bên cạnh đấy thì là một tác phẩm Người đẹp Thành Tuyên, Sản Huy, Tuyên Quang, 0988702. Người đẹp Thành Tuyên mà. Một cây dưới rất là khủng. Có cái đường thân thì rất là dẻo đó. Đúng là như một cô thiếu nữ quý vị. Đây là chủ nhân bắt hình văn dáng đặt tên. Cái tên cũng rất là mỹ miều. Tác phẩm xanh năm điền rất là dài. Kiều Long Họa Sơn, chủ sở hữu Lưu Xuân Trường, 0862 363 166. Tác phẩm xanh cổ rất là quý. Tiếp theo đây là một tác phẩm xi bút hồng, cây này rất là lực, toàn thân u biếu. Của anh Tống Minh Đức, Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên, 0986 475 787. Tác phẩm xi rất là đẹp. Tác phẩm cây xanh cổ nhà vườn Phúc Vui, Văn Giang, Hưng Yên. Cái cây này có cái đường chạy thân rất là cơ bắp, nhưng cũng khá là dẻo. Đặc biệt là khi mà làm các tay ra thì cũng có những cái đường chạy rất là khó chịu. Tuy nhiên này, về cái tuổi thì tuổi đời của cái tác phẩm này thì nó chưa được minh mang nữa. Tác phẩm này được dựng theo một cái mái đình. Mái đình nghĩa khá là lâu rồi. Cái bộ vẽ dễ như này thì định thời gian rất là lâu. Phía trong là có một cây sung rất đẹp, cây sung cỡ đại. Cái vành gốc này thì cái mặt này, cái bệ dễ này nó rơi 400 này, cây rất là to. Thân này, thân này như cái thùng phi. Cây cũng đang có một số cái chùm quả trên. Triển lãm Bắc Linh này cũng có rất là nhiều những cái cây sung đẹp. Và đây có một cái tác phẩm bộ ba, viện bộ ba gồm hai cái long. Hai cái long này cũng khá là đẹp. Hai cái long này thân mộc rất lạc. Và tác phẩm chính giữa này tôi sẽ quay kỹ hơn. Vâng, đây quay quý vị xem cái gốc long bệ chảy nhũ đẹp. Tiếc là cái da của nó hơi bị xỉn. Cái long đẹp, nó chỉ cao tầm 1 mét thôi quý vị. Nói chung cái bộ ba này đẹp. Cái thời điểm tôi đang quay đây này vào buổi sáng sớm quý vị, bây giờ nó là tầm 6 giờ kém, 6 giờ sáng. Và tôi tranh thủ lúc yên tĩnh để tôi quay review quý vị và các bạn được theo dõi và nó sắc nét hơn. Cái ánh sáng buổi sáng này nó cũng rất là đẹp. Quý vị và các bạn ai còn chưa bấm đăng ký thì
thì hãy bấm đăng ký và bấm chuông theo dõi những cái video Bonsai TV liên tục đến quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn trong những ngày nghỉ có thể ngồi nhà uống nước và bật màn hình lên xem những cái tác phẩm đang được trưng bày ở một nơi rất là xa. Rất là mong quý vị và các bạn luôn ủng hộ kênh này, để đồng hành cùng kênh. Xin chân thành cảm ơn. Thì trên màn ảnh quý vị và các bạn cũng thấy rằng đây là một tác phẩm xanh năm điểm rất là già, được trồng trên một cái bể đá. Cái bể đá này thôi cũng đã uy tín rồi quý vị, rất là cổ và đẹp. Nói về đồ đá thì tôi cũng không xanh lắm, nhưng mà những cái bể như này thì cũng có giá trị rất là cao. Về cái tác phẩm này thì nó gồm 3 thân chính. Cái thân hoa hoành này chạy khá dẻo, rất tiếc là nó bị mại một cái phần trên lưng này. Cái điểm mại này nó ở cái đường lượn nó cũng không là vấn đề lắm, nhưng mà tạo nên điểm nhấn ở cái cây này đó là những cái lu sụn rất là dài, rất là dài. Và cái điểm đặc biệt đấy là cái bộ răm. Bộ răm thì được làm rất là kỹ quý vị. Sau khi mà xem trực tiếp và ngắm trực tiếp những cái bộ răm như này thì thường thường nó rất là rõ ràng, thanh thoát, và nó đảm bảo được cái độ phát triển của cây, không bị che khuất, không bị rối rắm. Và nói chung là sau nhiều cái cải biến thì hiện nay dân chơi đương đại, những thanh niên nói chung thì thường hay áp dụng cái phương pháp đặt răm như này, cũng là bông đĩa. Thay vì cứ đặt kéo là chén bằng thì bây giờ những cái bông đĩa được cắt giật được nhặt rất là kỹ để tạo ra những cái đường răm chạy nó không bị thừa, nó đảm bảo vẫn ấm tàn rất là đẹp. Thì trong cái thời gian đi tác nghiệp thì tôi cũng nhận ra một điều là những cái tác phẩm ở đây, ví dụ như những cái tác phẩm như này, những bông răm nạm theo lúa ngày xưa thì cứ lên là cắt lấy kéo xén bằng, thật sự là nó không hợp lý. Thay vì thế là những cái bông đĩa mỏng nó xếp được cạnh nhau, nó thành những đĩa lớn như vậy, rất là đẹp. Đây là một tác phẩm xì cổ và cũng mang tên là ngai vàng quý vị. Những cái tác phẩm mang tên là ngai vàng năm nay rất là hot, rất là lên ngôi. Đặc biệt là tác phẩm ngai vàng đất Việt của anh Nam Lê. Trong 2 ngày ở triển lãm Bắc Linh vừa rồi thì tôi thấy rằng riêng cái tác phẩm ngai vàng là có cái lượng du khách ghé thăm đông nhất trong những cái tác phẩm có mặt tại triển lãm lần này. Thấy rằng cái sự cuốn hút đặc biệt của cái tác phẩm này thật sự tuyệt vời. Đây là một cái tác phẩm cũng rất là lực, bóng dáng rất đẹp. Khi mà lên hình này thì quý vị các bạn cũng thấy rằng cái bộ răm và bông tán là xếp hơi dày. Và phía sau này là một tác phẩm si lão thọ tân mai. Cây có dáng não thì là chuẩn dáng như này, và làm khá là đơn giản nhưng bắt mắt quý vị. Cây rất già xì và trắng như này, độ tuổi nó mênh mang, rất đẹp. Quay trở lại với cái cây trước này, tôi đang nói là nó hơi bị dày tán. Đường thân của cái cây này cũng rất là khó chịu quý vị nhé. Đấy, cái tay làm gấp. Khi mà đến với cái triển lãm này thật sự là bị choáng ngợp quý vị. Nó nhiều cây quá, và nó nhiều cây và toàn những cây số má, những cây đẹp. Thế thành ra là nó bị choáng ngợp. Nhiều khi nhìn vào như một cái đấu trường đang thi hoa hậu, toàn những người đẹp. Nhưng để mà
phân tích để mà chọn lựa ra những người đẹp như vào top 10 hoặc là loại dần ấy, thì nó là cả một bài toán đấy quý vị, không đơn giản chút nào. Cây lộc vừng có lẽ đây là một trong những cây lộc vừng đẹp nhất cái triển lãm này, rất già rất u yếu. Đại cổ lộc Đặng Công Tể bonsai Yên Phong, người cũng rất là nổi tiếng trong giới chơi cây, anh cũng là sở hữu những cái tác phẩm tranh xí cổ rất là giá trị. Ở một cái tác phẩm song siêu này, tác phẩm song siêu này khá là bắt mắt này, cây cũng rất là già, vẻ ngoài rất đẹp. Buổi sáng ngày 28 sẽ diễn ra khai mạc, hứa hẹn là một cái triển lãm thành công rực rỡ. Quý vị và các bạn có thời gian này cũng đến trực tiếp với triển lãm để ngắm tác phẩm đang hiện diện ở đây. Triển lãm diễn ra trong vòng 10 ngày kể từ ngày triển lãm. Vâng, tôi cũng xin kết thúc cái cuốn video ở đây. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Quý vị và các bạn nào chưa đăng ký thì đừng quên ấn đăng ký để ủng hộ kênh, cũng như là tiếp nối cái phong trào đam mê cây cảnh. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Các bạn tiếp tục đến với kênh Bonsai TV thì tiếp tục đến với những cái tác phẩm đẹp ở trong triển lãm Bắc Ninh lần này, cũng như nhiều cái tác phẩm của những cái nhà vườn mới. Kênh Bonsai TV liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn những cái video, những cái tác phẩm đẹp. Đây là một cái tác phẩm rất là quý của nhà vườn Đặng Tất Thắng, điện thoại 0358666686, điện thoại rất là chất quý vị. Tác phẩm Hỗn Nguyên, một cái tên nghe khá là đặc biệt. Đây là một cái cốt tán tầng ngày xưa, cây khá là già quý vị. Có những cái đường thân chạy rất là khó chịu. Vâng, chính là đây mới là mặt chính của tác phẩm này quý vị này. Cái mặt này nó mở hơn, mặt này nó mở hơn, cây thì khá là mịn rồi. Hello, rất đẹp quý vị. Trong cái cuốn video này tôi sẽ chia sẻ cái dãy cây ở ngay phía trước của ban tổ chức triển lãm Bắc Ninh lần này. Và đây là một cái tác phẩm Di Ngã Độc Tôn của nhà vườn Mạnh Nhựa Hải Phòng, và một cái tác phẩm Si, anh em thường hay gọi là Si Ta Chuột, ở phía trong trong Nam thì hay gọi là cái gờ quý vị. Cây này có cái thân pháp rất là kinh khủng luôn này, nụ ở tận gốc, đặc biệt là cái phần bệ rễ này. Bệ rễ được làm rất là chi tiết, bệ rễ những cái bệ như này là họ làm từ cái hồi còn nhỏ này, định hình họ làm những cái bệ rễ rất là đẹp, rễ cũng cắt giật làm rất kỹ. Và cái lối làm cây này thì có lẽ là chỉ có ở nước ngoài, hoặc là ở phía miền Nam của Việt Nam thì họ sẽ làm kỹ cái phần bệ rễ ngay từ khi còn nhỏ. Và đặc biệt là cái lối tạo tác cây này cũng thế, thì đây là theo cái phong cách tàn thiên nhiên. Theo cái phong cách tàn thiên nhiên quý vị, những cái vỉ tay ra sau đó là chạy thẳng ra, được cắt giật rất là nhiều lần, cho nên là cái đường thân nó méo mó, nó biến rất là nhiều.
nhằn nhèo hết. Vị tất cả nó ra đến tận đầu răm, còn cắt giật này, sau đó những cái đường ra như này, 5 tháng nó lại cắt thu lại, nó được ra những cái tay như này. Tất cả những cái tay xuất phát ra đều như những cái đùi ếch lên tận ngọn như những cái đùi ếch, rất là bắt mắt. Rất đẹp quý vị. Thì đúng theo cái phong cách của nước ngoài hoặc là trong Nam. Phong cách thiên nhiên. Đặc biệt là ví dụ như là các cái tác phẩm của Malaysia hay Nhật Bản cũng rất hay tạo hình theo cái phong cách thiên nhiên này. Cây rất đẹp quý vị. Quá giả rồi. Côn cút chút chít thì các bạn ngắm vết cắt, toàn bộ các cái vết cắt nó mút hết vào như những con ốc nhồi, rất đẹp. Đây là một cây tùng, cây duyên tùng rất là khủng. Cây này của một thanh niên rất là nổi tiếng, đó là Gã Đầu Bạc quý vị. Tác phẩm tùng khủng nhất ở cái trong cái triển lãm Bắc Ninh này, thích hợp cho những khuôn viên, những cái biệt thự lớn. Tiếp theo giới thiệu với quý vị các bạn là một tác phẩm sung cơ đại, cây sung rất là khủng. Cây này thì độ tuổi nó mênh mang, thiết kế bông tàn khá là mịn. Đây là những một trong những cái gốc sung khai thác cho nên nó mới có một cái thân đế khủng như này, và được trồng rất là lâu năm trên chậu rồi. Đây, những cái điểm cắt, những cái điểm cắt thu thân chuyển sang tay với cành nó đã mút hết sẹo rồi. Cây rất là lực. Cái bộ rễ này khá là trải đều xung quanh. Đặc điểm của cái tác phẩm này thì rất là già và nhiều lu, những cái lu to xuất hiện ở xung quanh thân. Rễ nó phát triển nó bệnh hết ra, cái bệnh rễ chạy dẹt hết ra như những sống rào này. Rất đẹp. Cây này cũng có những cái chu quả và một số quả còn đang ở trên cây. Đây, những cái điểm cắt của rễ mà bây giờ nó phủ hết rồi, nó ra những cái chân móng bé, móng rồng rất đẹp. Lù, lù rất là to. Okay. Quá già. Cột sung quý phù hợp đặt ở những cái biệt thự, thể hiện sự sung túc của gia đình. Đây là một tác phẩm cũng khá là nghệ thuật này quý vị này, một tác phẩm xanh ký đá. Ký đá cũng rất nghệ thuật. Tác phẩm của cái tay hoành chạy gập rất là khó chịu. Đây là điểm nhấn của cái tác phẩm này, kết hợp với cái khí đá tạo nên là một tác phẩm nghệ thuật rất là hoàn hảo. Tác phẩm huyền thoại Long Vũ, Dương Văn Hậu, Bạc Giác 0392098668. Vâng, ở cái góc quay này nó bị ngược sáng tí quý vị.
nó có cái điểm nhấn của tác phẩm này. Điểm gặp rất là khó chịu, cả hai mặt đều rất là đẹp quý vị. Những tác phẩm rất là quý. Vì nó bị ngược sáng cho nên là em mặt đối diện để sẽ quay nhanh hơn một chút. Tác phẩm Song Thụ, Nhị Lão Tọa Sơn, tác phẩm rất là lớn. Vâng, và tiếp theo đó là một cái tác phẩm Phi Lao, một trong những cái tác phẩm hiếm hoi ở trong cái triển lãm lần này. Một tác phẩm của chủ nhân là Giáp Văn Linh, công ty xây dựng An Như, Lục Ngạn, Bắc Giang. Phi Lao rất đẹp. Tiếp theo đây là một cái khế quý vị. Qua quan sát những tác phẩm khế thì tôi thấy rằng là khế ở ngoài Bắc mình trồng nó hay sơ sát. Không hiểu là do chế độ chăm sóc hay thời tiết hay như nào, nhưng mà những cây khế mà lên chậu ấy thì nó cũng không được giàu sức sống lắm, sơ sát. Hoặc là có những cái bí tiết gì trong quá trình tạo tác của chăm sóc. Cây mẹ rút làm sao được. Tác phẩm Lộc Vừng, một số nơi thì gọi là cây mưng quý vị. Phía miền Trung, miền Trung có một số nơi gọi là cây mưng. Tác phẩm Nhất Trụ Tam Giao, chủ sở hữu là Phương Lan. Tác phẩm rất khủng. Lộc Vừng này làm được cái bộ dăm như này là cũng mất khá là nhiều thời gian rồi. Một tác phẩm xây dựng trên cổng làng ngày xưa này, cổng Tam Quan, xanh dáng làng của Nguyễn Văn Tám, phả lại Chí Linh, Hải Dương. Cây này thì bản thân nó là một cái gốc trực mà hai tay vẽ ra làm cũng đơn giản thôi, nhưng mà khi mà kết hợp với cả cái cổng làng bố trí một cái tiểu cảnh ở đây thì nó cũng tạo nên điểm nhấn cho cái tác phẩm này. Cho nên là có cái câu là không có cây xấu chỉ nó chưa được làm đẹp thôi. Nó lấy từ cái câu không có người phụ nữ nào đẹp, nào xấu, chỉ có những người phụ nữ chưa biết làm đẹp cho mình. Phía cuối khu vực triển lãm này thì gồm rất là nhiều những cây to mà nó chưa được rõ nét lắm nên Bonsai TV cũng không ghi hình. Và để chuyển sang một cái tác phẩm mà lần đầu tiên xuất hiện ở một sân chơi, làm một cuốn video chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đừng quên ấn đăng ký để đón nhận những cái video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.